Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, người đứng đầu khu vực Denis Pushilin phát biểu với truyền thông Nga cho biết, các lực lượng của Nga đã chiếm được 2 3 thị trấn Toresk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông cho rằng việc Ukraine nã pháo vào thành phố Golovka dự kiến sẽ giảm khi Toresk nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Moscow. Theo đó, việc Nga chiếm được thành phố Toresk đóng vai trò quan trọng bởi đây là một vị trí chiến lược bao quát toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Viktor Litokin, đại tá nghỉ hưu của quân đội Nga cho biết, những mô đất cao này có thể được sử dụng để đảm bảo việc điều khiển và kiểm soát bao quát toàn bộ khu vực, không chỉ bằng UAV mà còn cả những thiết bị nhìn đơn giản. Những đống đất cao này có thể phù hợp để làm vị trí khai hỏa cho các hệ thống pháo, lính bắn tỉa, súng máy và nhìn chung được sử dụng như các thành trì cho lực lượng tấn công của Nga. Việc chiếm được Donetsk sẽ mở đường để Nga kiểm soát Snezhnoye, Kramatorsk và toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Kramatorsk là một thành phố lớn hiện do các lực lượng của chính quyền Kiev kiểm soát, và theo chuyên gia này, nếu Nga chiếm được nó thì đây là dấu hiệu cho sự kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong một diễn biến đáng chú ý, những binh lính Nga khi cố tránh sự truy đuổi của UAV Ukraine tại mặt trận Kursk đã bất ngờ vướng phải bẫy răng rồng. Những chướng ngại vật chống tăng vừa xuất hiện một cách bí hiểm tại đây. Người dùng trên mạng xã hội ghi nhận sự xuất hiện khó hiểu của chướng ngại vật răng rồng trên một số con đường ở tỉnh Kursk của Nga mà lực lượng Ukraine đột kích từ ngày 6 tháng 8 năm 2024. Người ta đồn rằng những bẫy răng rồng này là do lực lượng phá hoại ngầm của Ukraine răng ra. Thực ra, những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong xung đột vũ trang Nga-Ukraine Cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đà tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhận thấy những chướng ngại vật này đã được đặt vào ban đêm. Bên phần biên giới của Nga, trên những con đường mà quân Nga hay đi qua. Cụ thể, kênh Telegram Ruchoska 1945 có tới 230.000 người theo dõi viết. Những kẻ lạ mặt đã đặt bẫy răng rồng ở phía sau, trên những con đường sơ tán mà xe ô tô con có thể lao nhanh để tránh các UAV cảm tử. Họ nghi đây là tác phẩm của các biệt đội phá hoại ngầm của Ukraine. Đăng tải trên kênh Telegram này cũng cho biết, số vụ tai nạn trên những con đường này do bất ngờ va phải chướng ngại vật răng rồng còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công. Theo kênh RT của Nga ngày 16 tháng 10, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine và Nga, sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây đối với Kiev đang bắt đầu có dấu hiệu trùm lại. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Vantonen đã lên tiếng cảnh báo về sự mệt mỏi này, cho rằng xu hướng giảm bớt sự chú ý và nguồn lực cho Ukraine đang trở nên rõ rệt hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì cuộc chiến của Ukraine với Nga, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự gian đe chung của châu Âu. Bà Van Tonen nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã góp phần chuyển hướng cả sự chú ý và nguồn lực từ Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh, bà Van Tonen nêu rõ, điều đó là có thật và ngày càng như vậy. Sự chuyển hướng này không chỉ liên quan đến các cuộc thảo luận tại các diễn đàn quốc tế, mà còn thể hiện rõ trong các chính sách hỗ trợ của các nước phương Tây đối với Ukraine. Có thể nói, mối quan tâm của các quốc gia phương Tây đang dần bị phân tán, đặc biệt khi cuộc chiến ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý. Nhiều quốc gia trong liên minh phương Tây đang cảm thấy áp lực và căng thẳng ngày càng tăng. Sự mệt mỏi đang xuất hiện khi các gói viện trợ quân sự bắt đầu trở nên nhỏ hơn và chậm trễ trong việc chuyển giao do các vấn đề nội bộ và những rào cản về mặt hành chính. Để ứng phó, bà Van Tonen kêu gọi các quốc gia phương Tây không chỉ duy trì mà cần thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bà đặc biệt chỉ ra rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với đội tàu bí mật của Moscow, những tàu chở dầu không được bảo hiểm, cần được xem xét như một phần quan trọng trong nỗ lực gây sức ép lên nền kinh tế Nga. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã liên tục cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí đang dẫn đến những thất bại trên chiến trường. Quân đội Nga đã gia tăng chiến dịch tấn công và giành được nhiều bước tiến ở Donbass, làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn đối với Kiev. Họ kêu gọi phương Tây không nên trở thành nạn nhân của sự mệt mỏi mà cần tiếp tục hỗ trợ một cách mạnh mẽ và kiên định. Mới đây, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đang có chiến tranh với tận 3 quốc gia cùng một lúc, đó là Nga, Iran và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Cụ thể, trong bài phát biểu tại quốc hội Ukraina, ông Zelensky nói rằng, hiện nay đất nước chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh không chỉ với Nga mà cả với cả Iran và Triều Tiên. Sau đó, ông đã trình bày kế hoạch chiến thắng cho Ukraine lên quốc hội. Tài liệu này bao gồm 5 điểm chính, trong đó có lời mời Kiev gia nhập vào NATO, kiềm chế Nga bằng biện pháp phi hạt nhân và ký kết một thỏa thuận đặc biệt về quốc phòng chung, đầu tư vào khai thác và sử dụng uranium, titan, lithium với Liên minh châu Âu và Mỹ. Báo Washington viết rằng, sự mệt mỏi đang gia tăng ở Mỹ và châu Âu do cuộc xung đột tại Ukraine đang ảnh hưởng đến kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Ấn phẩm này cho biết, sự hoài nghi và mệt mỏi đang gia tăng ở cả hai bờ đại dương và thậm chí một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của Ukraine cũng đang thừa nhận rằng thời gian của phương Tây để duy trì cuộc chiến ở Kiev không còn nhiều. Bài báo cũng lưu ý rằng kế hoạch của ông Zelensky có thể sẽ còn lâu mới đạt được chiến thắng thực sự mà nhiều người phương Tây mong đợi. Đồng thời không có sự đồng thuận giữa các nước phương Tây về việc phần nào trong danh sách mong muốn của ông Zelensky nên được thực hiện. Trong trường hợp tốt nhất, ông có thể hy vọng vào sự hỗ trợ của phương Tây trong quá trình đàm phán để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hoài nghi về những điểm mấu chốt trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky do yêu cầu sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga và việc Ukraine tăng tốc gia nhập vào NATO. Ông Zelensky lập luận vào tháng 8 rằng kế hoạch này bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Liên minh châu Âu tuyên bố khối này sẵn sàng dừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine do các nước trong khối về cơ bản đã đa dạng hóa các nguồn cung thay thế. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga-Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Sau hội nghị bộ trưởng năng lượng EU, ủy viên năng lượng của khối cho biết các nước Trung và Đông Nam Âu đã có các nguồn cung thay thế, trong khi các cảng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã có đủ năng lực lưu giữ và phân phối cho các nước thành viên. Ngoài ra, các cơ sở lưu trữ khí đốt của EU đã được lấp đầy 95%, có thể giúp bình ổn giá năng lượng cho các nước thành viên trong mùa đông tới khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Trên cơ sở đó, EU sẵn sàng ngừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Thỏa thuận được ký năm 2019, nhưng từ năm 2022, Nga đã cắt giảm phần lớn lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống này tới châu Âu. Hiện ở châu Âu chỉ còn một số nước vẫn phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga như Áo, Hungary và Slovakia. Liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, một thẩm phán bang Georgia đã tạm thời dừng quy định yêu cầu kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Bang chiến địa Georgia cũng đã ghi nhận kỷ lục về số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trước đó, quy tắc xác minh số phiếu bầu ở bang Georgia bằng cách kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử năm 2024 đã được thông qua vào ngày 20 tháng 9 nhằm đảm bảo cuộc bầu cử an toàn và minh bạch hơn. Tuy nhiên, trong quyết định đưa ra vào hôm 15 tháng 10, thẩm phán Robert McBurney khẳng định việc chặn quy định mới là điều phù hợp. Thẩm phán cho rằng việc ban hành một quy định thay đổi toàn diện như vậy cho cuộc bầu cử vào tháng 11 là quá nhiều, quá muộn. Thẩm phán cũng cho rằng bất kỳ điều gì làm tăng thêm sự bất ổn và hỗn loạn cho quá trình bầu cử đều không có lợi cho công chúng. Tính đến hết ngày 15 tháng 10, ít nhất 252.000 cử tri đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm tổ chức bầu cử sớm của bang Georgia. Số lượng này gần gấp đôi so với 136.000 người tham gia trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm năm bầu cử Mỹ 2020. Georgia được coi là một trong bảy bang chiến địa có ý nghĩa quyết định đối với kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo Trung tâm Phân tích Dữ liệu Bầu cử Mỹ, Election Lab, tính đến nay đã có 5,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc.